Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review qua cái máy cạo râu của mình. Đây là máy cạo râu. Đầu tiên, máy cạo râu dùng có hai phần, là phần lưỡi cạo. Đây, đây là phần lưỡi cạo này, lưỡi cắt này. Đấy, lưỡi cạo ở đây. Đây là phần đựng râu mà anh em mà cạo râu là nó để đây, anh em vệ sinh chỗ này nhá. Bỏ hết cái râu thừa trong này, mình cạo xong này. Đấy, để đắp lại. Đây là phần tiếp theo. Đây là phần cạo râu mà râu em dài quá, râu cái nó dài quá đâu mà không cạo ấy, thì anh em mình cắt, dùng cái này cắt qua một lượt xong thì anh em dùng cái này cạo thì nó nhanh hơn, chuẩn hơn, chứ vào đây không được. Đấy. Và đây là phần sạc pin của máy cầm tay mình. Và đây là nút nguồn khởi động. Đây, sau đây mình khi mình khởi động thôi, mình ấn này. Đấy. Mình cạo, mình cầm cái này, mình cạo này, cầm này ấn sát vào. Bởi vì cái này nó có nọ so này, đấy các bạn thấy không? Nó nọ so nên mình cứ dí thẳng mặt sắt thật vào mặt. Đấy. Nên nó sẽ ôm khít khuôn mặt này. Đấy. Đặc biệt anh em nào là râu quai nón ấy, dùng cái này rất sướng này. Đấy, sạch bong luôn. Đó, đi thế này thôi. Đây này, trước này. Đấy. Đó. Đấy. Cái này rất tiện cho anh em nào mà râu nhiều này, mà lười dùng cạo bằng bọt mình cả dao cạo ấy, dùng cái này rất tốt này, sạch sẽ nhanh tiện. Đó. Sau khi cạo xong ta tắt này đi. Đấy. Sau mình cắt đằng cạo râu xong, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn dùng qua với cái này. Đây mình dùng ngón tay mình đi, thật dễ. Thì đây ví dụ này là đây ví dụ này là tay râu các bạn dài không bằng ngón tay, nhưng mình dài hơn gần bằng cái này ấy, thì dùng qua cái này. Đấy, các bạn cầm các bạn cắt này đi này. Đó, bạn thấy không, một đường sạch bong luôn. Đấy, sau khi cắt xong cái này thì các bạn dùng một lượt này, mà dùng cái này cũng cạo nó tay được, mà nó vẫn chân cũng được, hợp lý, sạch sẽ. Ui, nhiều quá. Đấy, sau khi cắt này xong thì còn cái chỗ này, ví dụ là chỗ này nó còn nhiều nó mới viết này, cái này chưa cắt hết này. Đấy, thì các bạn bật cái này lên. Đấy, các bạn dùng cái này. Đấy. Nó sẽ cắt nốt những phần gốc còn lại. Đâu, sạch bong luôn. Đấy là vừa rồi mình sẽ hướng dẫn qua về các bạn cách sử dụng cái máy cạo râu mini cầm tay loại pin. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.